Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi mua ốc giống ốc của mẹ đẻ đợt 2 đấy cả nhà. Cả nhà thấy ốc bự không? Ốc rất là khỏe nha. Rất là bự. Rồi bây giờ mình bắt con rổ vô thùng nha. Khi nào về tới nhà mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi về tới nhà nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ ốc vô thau nha. Mình ngâm nước cho ốc nó quen cái nguồn nước mới của mình nha. Đây là nguồn nước trong bể mình nó khác với chỗ mình mua. Rồi mình ngâm cho nó khoảng tầm 15 phút nha cả nhà. Ốc rất là to ha. Rất là đẹp. Bò rất là mạnh thấy không mọi người? Ốc bò rất là mạnh. Thì mọi người mua về đó thì mọi người nhớ lấy những cái thau nha, cái gì đó mình đựng được ốc đó nước đó. Thì mình đổ tầm khoảng nửa con ốc thôi nha, thì mình ngâm có khoảng tầm 15-20 phút gì đó nha mọi người, cho nó quen cái nguồn nước, cái môi trường nước của mình nha, mình thả vô nó không bị sốc nước. Cảm ơn các bạn đã xem clip mình nha. Các bạn xem clip like một đăng ký kênh nha. Chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.